Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 3 tháng 5 trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, trong đêm nay miền Bắc vẫn đang ở trong những ngày mùa đông với cái rét nhẹ chỉ từ 17 đến 18 độ ở vùng núi và cái lạnh từ 19 đến 20 độ ở vùng đồng bằng. Sang đến ngày mai, miền Bắc không mưa, trời khô ráo, đến trưa chiều trời chuyển nắng. Tuy nhiên, do vẫn nằm trong khối không khí lạnh nên nhiệt độ trong ngày chỉ tăng chậm. Mức nhiệt cao nhất ở phía đông Bắc Bộ phổ biến khoảng từ 23 đến 26 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao hơn một chút, ở mức từ 25 đến 29 độ. Lưu xuống thời tiết miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong ngày hôm nay vẫn duy trì trời nhiều mây nhưng không còn mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 25 độ, trời se lạnh vào buổi sáng. Ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi thì vẫn còn mưa gián đoạn trong ngày, nhiệt độ ở đây dao động từ 26 đến 29 độ. Trong khi đó, vùng từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận ngày hôm nay trời nắng, nhiệt độ ở trưa chiều phổ biến từ 30 đến 32 độ. Ở phía Nam, hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có thời tiết khá dễ chịu. Trong đêm nay, trời tạnh ráo, lạnh đến rét nhẹ từ 19 đến 22 độ ở khu vực Tây Nguyên. Ban ngày, ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trời có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh. Vì thế, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên chỉ từ 28 đến 30 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trên biển, vùng biển ngoài khơi khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét khiến cho biển động. Khu vực phía Nam của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió ở mức cấp 3 đến cấp 4 nhưng mưa dông thì vẫn xuất hiện nhiều nơi, tầm nhìn xa giảm thấp chỉ từ 4 đến 10 km.